Trong ba cầu thủ sắp tới đá giao hữu thì thật sự thì đội nào cũng là đội mà bóng mạnh hết, nên là đội nào cũng là đội bóng mà mình mong muốn được thi đấu hết. Nên là nhưng mà trong ba cầu thủ thì tất nhiên là Hàn Quốc là đối thủ mà em cũng như toàn đội mong muốn là được đối đầu nhất, tại vì đội bóng Hàn Quốc có rất nhiều ngôi sao đang thi đấu tại nước ngoài và châu Âu. Son Min đã là một cầu thủ đẳng cấp của thế giới rồi, thì thật sự nếu mà được đối đầu thì sẽ là một trải nghiệm rất là thú vị đối với em cũng như đội tuyển. Thì rõ ràng thì gặp Son Min là cầu thủ đẳng cấp của thế giới rồi, thì rõ ràng mình sẽ đó sẽ là một cái thử thách rất lớn đối với bản thân em cũng như toàn đội. Chiến thuật cá nhân thì em nghĩ rằng là cái đấy là sẽ phù hợp, sẽ mình sẽ theo những cái chiến thuật mà toàn đội đề ra để mình có thể khắc phục được những cái điểm mạnh của Hàn Quốc. Thật ra thì ở trên đội tuyển thì rất nhiều các cầu thủ tốt, đặc biệt là kể cả những cái em trẻ mới lên, nhưng mà thật sự chuyên môn và cái sự thể hiện của các em qua từng buổi tập rất là tốt, với cả các em cũng hiểu và phù hợp với cả cái triết lý của thầy đề ra. Các bạn trẻ mới lên thì em nghĩ rằng em ấn tượng với cả Khối Văn Khang. Thì thật ra em cũng cũng là đồng đội của em ở câu lạc bộ, nên em cũng rất là hiểu rõ những cái chuyên môn của em đấy. Em cũng rất ấn tượng với Khương Văn Khang. Trong sắp tới gặp ba đối thủ rất là mạnh, nên là thầy cũng cũng chỉ đặt mục tiêu là làm sao thi đấu thật tốt, gây thật sự gây gây được khó khăn cho từng đối thủ và khiến đối thủ gây vào những cái trạng thái khó khăn trong từng trận đấu. Trước các buổi tập thì thầy cũng hay nói chuyện và cũng nói rằng là gặp những đội đối thủ như thế thì mình sẽ phải cố gắng làm sao chơi bóng thật là tự tin và kiểm soát được trận đấu, thì gặp những đối thủ mạnh như thế thì mình cần phải làm được những cái điều như thế. Thật sự thì hiện tại thì vẫn chưa chốt danh sách để có thể tham dự những trận đấu sắp tới, thì nếu mà có cơ hội được trong danh sách tham dự trận đấu thì em cũng mong muốn rằng bản thân mình sẽ được thi đấu và thể hiện thật tốt ở những trận đấu đấy.